đi gắng cơm này. Xem đi. Thì nên lớp để xả bài. Ủa, đi ra ngoài chơi hả? Thank you.
Ủa không trả lời nhỉ? Đi. Yeah. Ui. Đừng. Trời ơi. Bi. Đi gắng cơ mày. Ui, dính để ấy này. Nhìn này, tay này. Tay dính này bẩn chưa? Trời, Bi ăn mất một quả này rồi. Còn đang quần áo nữa không? Nào Bi. Đã bảo là quần này là quần cảnh không được ăn rồi mà. Nhìn này. Trời ơi. Bi. Nhìn ra đi. Quần này không ăn được. Sao Bi không ở trong kia xem tự nhiên ra đây được phá quất. Bi. Bi đứng đây. Bi đứng đây. Đứng đây. Bi. Sao làm như thế hả? Không làm lành. Chị đã nhắc trước rồi, hôm mua về đã bảo rồi. Hôm mua về bảo rồi là cái quất này không ăn được. Sao bây giờ Bi ra Bi ăn? Hả? Nó không ăn được đâu, đây không phải quất để ăn, chỉ để làm cảnh thôi. Đứng lên. Đứng. Sao Bi phá hết rồi? 1, 2, 3. 3 quả, nhìn đi. Bi cắn hết 3 quả rồi đấy. Nói chứ rồi mà vẫn nhai luôn, nhả ra. Có biết lỗi không? À. Sao Bi nghịch thế? Hả? Đi, có rất nhiều cái chơi mà. Bi xem điện thoại trong kia kìa. Lại còn ấy nữa. Đó, đi ăn đấy hả? Bi. Biết lỗi chưa? Lần sau không được nghịch cái cây quất này chưa? Quả này không ăn được đâu. Nhớ chưa? Nhìn xin lỗi cái quất đi. Sao lại ăn quả quất thế? Hả? Để dọn bỏ cái này. Cái gì? Không. Không được thấy đâu nha, là xong được thấy đâu. Ôm ấp đi. Quất này để trưng Tết nha Bi. Không chơi ở đâu, đi vào trong phòng chơi đi. Không nghịch thế nha. Ngủ à? Bi. Sao không nhìn thấy đâu nhá? Muốn ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi. Sao không nói gì thế? Nhìn này, Bi nhìn gì này? Bi. Bi Bi. Yeah. Bi. Làm sao đây? Bi. Sao đây? Nhìn ra đây này. Bi. Bi ơi. Bi. Bi buồn ngủ hay gì đấy? Ừ. Thì nằm đây nhé. Nằm đây nhé, buồn ngủ thì ngủ luôn nhé. Chị học nốt. Cho bị chai rồi đi.
Đi đấy làm gì? Hả? Sao ra đằng đây? Hả? Sao vậy? Hả? Sao ra đằng đây? Mặt buồn đấy. Hả? Sao? Hả? Sao ra đằng đây? Mày làm anh đâu? Làm anh đâu nhỉ? Hả? Sao vậy? Hả? Sao vậy? Sao ra đằng đây vậy? Hả? Sao? Hả? Rồi, biết rồi. Thế thì chắc ra đây chơi à? Hay làm gì mà tối nay mới ra đây? Hả? Sao? Rồi. Để bé ba hỏi mẹ Lan Anh xem thế nào nào. Hả? Rồi. Lan Anh ơi! Ủa sao Vy chạy ra ngoài này làm gì đây? Dạ. Ủa sao? Dạ. Cho em đi chạy ra ngoài kia đứng lên ngồi mình ấy. Ủa? Sao xe ra đây? Cho em đi buồn. Buồn? Chắc hôm nay đi nghịch, đi ăn mấy quả quất cảnh này thì em có nói Vy chút, chắc là Vy... Quất cảnh này, quất cảnh này nó ăn được. Đấy, ăn mấy quả. Vy ăn này. Cái này không ăn được đấy nhá. Hử? Em tưởng Vy ra đây chơi đấy. Cái này chua lắm. Chua lắm. À, nó tốn rất là dày nghe chứ. Hử? Mẹ nói đúng là gì nữa? Nói hai tiếng chút thì sao phải Vy ta. Sao vậy? Hả? Sao? Chị, cho chị làm lành nhé. Làm lành nhé, xin lỗi nhé. Nhưng mà là sao Vy không lại ăn cái này chứ? Xin lỗi nhé. Đây, em về. Đây, làm lành nhé. Theo. Rồi. Lần sau nhá, lần sau mày lát anh nói nhỏ thôi nhá. Lần sau mày lát anh nói nhỏ thôi nhá. Xin lỗi Vy nhé. Tay mẹ đi, mẹ xin lỗi kìa. Xin lỗi nhé. Xin lỗi. Love Vy nhé. Thôi để cho Vy ngủ nhá. Thế Vy không ngủ chị nhá hả? Đúng không mẹ? Thì lại đây ngủ nhá. Vâng. Mình ngủ nhá.